nay nhu cầu sử dụng máy cắt cỏ chuyển dịch từ dùng dao sang dùng cước rất là nhiều. Bởi vì các bạn biết được là mỗi năm có rất là nhiều những cái ca tai nạn do sử dụng máy cắt cỏ bằng dao và những cái loại dao chất lượng kém. Chính vì vậy Cẩn Tắc Vôi Nấy và các bác nhà mình hiện nay đang chuyển dịch sang sử dụng cước rất là nhiều. Khi sử dụng cước thì nó sẽ có những cái ưu điểm cũng như là nhược điểm. Ưu điểm lớn nhất là nó sẽ rất là an toàn. Và nhược điểm thì tất nhiên là hiệu quả nó sẽ không nhanh được bằng dao. Và đối với một số loại cỏ đặc thù quá dai thì cước không thể nào mà phát được. Đấy, do đó thì các bạn sẽ phải đánh đổi thôi, lựa chọn cước và dao. Và một cái nhược điểm chết người của các bác đang sử dụng cước rất ghét, đó chính là khi các bạn sử dụng những loại cước gia công kém chất lượng ấy, gãy liên tục, đứt liên tục và các bạn bị luồn liên tọn và rất gây ức chế cho người sử dụng. Các bạn đang sử dụng máy ở trong thời tiết nắng nóng, đang mệt rồi, nó lại còn bị gãy cước và phải luồn cước nữa, rất mất thời gian và rất ức chế. Chính vì vậy bên mình triển khai ra dòng cước cắt cỏ Reload. Cước này thì bên mình đã giới thiệu các bạn ở những cái video trước rồi, tuy nhiên thì hôm nay về lại số lượng rất là nhiều và mình show lại cho các bạn xem để nếu ai đang có bị gặp tình trạng mà sử dụng cước kém gây ức chế thì các bạn có thể nghiên cứu sang cái cước này nhá. Cước này thì sử dụng nguyên liệu, đây các bạn có thể thấy material from Japan, tức là sử dụng nguyên liệu nhựa nhập khẩu từ Nhật Bản. Với việc sử dụng nguyên liệu nhập từ Nhật Bản như thế này, nó sẽ đảm bảo chất lượng rất là cao. Chất lượng được thể hiện qua hai tiêu chí, thứ nhất là về độ mềm và thứ hai là về độ cứng. Nếu cước mà cứng quá thì các bạn vụt có lực, tuy nhiên nó sẽ rất hay bị gãy. Còn nếu các bạn sử dụng cước nó mềm quá, vụt nó sẽ không có lực nhưng mà nó lại bền. Đó, chính vì vậy thì khi một cái sợi dây cước đảm bảo hai tiêu chí, tức là cứng, mềm vừa phải thì nó mới có thể phát huy được hiệu quả một cách tối ưu, tức là nó sẽ không bị đứt gãy, nó phát rất là hiệu quả. Đấy, đó là những cái mà vấn đề mà đó là những cái tiêu chí của một sợi cước đảm bảo khi mà các bạn sử dụng nhá. Nói cước cắt cỏ thậm chí anh em nhiều khi cứ nghĩ là đơn giản nhưng thực tế ra nó không đơn giản đâu. Đó, các bạn sẽ phải lựa chọn rất là kỹ và nó được kéo tại nhà máy ở Trung Quốc, một cái nhà máy chuyên sản xuất cước nhá, nên anh em hoàn toàn yên tâm về chất lượng luôn. Cái đặc tính của cái sợi cước này thì các bạn có thể thấy được này, nó gần như là trong suốt luôn, trong suốt luôn này. Mình sẽ cố gắng zoom để lấy nét để cho các bạn nhìn đấy. Cái không có pha tạp, gần như là nhựa nguyên liệu gần như là không pha tạp và gần như là tinh khiết, rất tinh khiết thì mới có thể đưa ra được cái chất liệu sợi dây cước trong suốt như thế này. Anh em nhìn này, trong suốt luôn, trong như nước cất, không có một tí tạp chất vào luôn và sử dụng cực kỳ ok. Cước này nếu mà anh em muốn mà so sánh nó với cước gai thì tất nhiên nó sẽ không bám như cước gai và nó sẽ không nhanh như cước gai, bù lại thì mức giá của nó rất là hợp lý để cho bạn tiếp cận. Ví dụ như một cuộn cước gai Pháp của Speed Group thì nó sẽ rơi vào tầm 850.000 một cuộn. Nhưng một cuộn cước này đóng quy cách 1 cân như thế này thì giá chỉ rơi vào tầm 350.000 một cuộn thôi. Cước Reload điện máy Minh Sơn hiện tại giá 350.000 một cuộn, giá trên đã bao gồm phí vận chuyển cho các bạn rồi nên là các bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhá. Cuộn này đóng quy cách 1 cân. Đây bên mình đặt này, các bạn có thể nhìn thấy số lượng thì cực kỳ nhiều. Mình về một lần mấy nghìn cuộn luôn, mấy nghìn cuộn cước nhé các bạn nhé. Và các bạn nhân lên thì cũng biết giá trị cái lô hàng như thế này khá là nhiều tiền. Và nếu mà bên mình không tự tin về chất lượng, không có sự phản hồi của khách hàng sử dụng về chất lượng thì bên mình cũng sẽ không bao giờ dám nhập số lượng và triển khai số lượng ra trên thị trường cả. Đối với một đơn vị kinh doanh thì bao giờ khi mình phải tự tin về chất lượng thì mình mới dám nhập nhiều, nhập số lượng. Bởi vì nếu mà bán hàng chất lượng kém thì các bạn biết rồi, sẽ mất uy tín. Rồi nếu anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ với điện máy Minh Sơn. Cước Reload nó có hai size. Một size là nó có hai kích thước. Một kích thước là một loại là cỡ 3.5 ly, một loại là cỡ 4.0 ly. Thì tùy theo công suất máy của các bạn để các bạn chọn cái loại dây cước to hay là dây cước nhỏ nhé. Đây, số lượng cực kỳ nhiều, các bạn nhìn không? Một thùng này là đóng 8 cuộn. Một lần lô hàng là mình về hàng mấy nghìn cuộn luôn. Không tự tin về chất lượng thì bên mình không bao giờ dám về hàng như thế này cả. Đấy, nếu mà hàng chất lượng kém thì mình sẽ đào thải ngay lập tức, không bao giờ chuyện nhập về số lượng và triển khai như này đâu. Nên anh em hoàn toàn yên tâm. Cước này thì rất nhiều bác đã sử dụng rồi và phản hồi rồi. Bên mình luôn luôn khi mà triển khai một sản phẩm thì luôn luôn phải đưa ra cho người tiêu dùng, người sử dụng ấy, người sử dụng cuối cùng ấy phản hồi chất lượng tốt thì bên mình dám nhập, chứ không dám nhập linh tinh đâu. Đây các bạn thấy không? Sợi cước gần như trong suốt luôn. Cứng vừa phải, mềm vừa phải. Đấy. Nó rất là hợp lý để nó đảm bảo được dẻo dai bền và lại không bị gập gãy mà lại vẫn hiệu quả khi bạn vụt. Rồi mềm quá vụt cũng không tốt đâu nhá các bạn nhé. Dai cứng quá thì cũng không tốt, cứng quá thì hay gãy, mềm quá vụt thì sẽ không có lực. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Nếu anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ với điện máy Bình Sơn, thì số điện thoại chúng tôi sẽ để ngay dưới màn hình. 350.000 một cuộn miễn phí vận chuyển. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn lại quý vị và các bạn những video sau.